Oh, dạ cả nhà ơi, hôm nay chỗ em Nga lại mưa to. Suốt từ chiều hôm qua đến nay mưa tầm tã luôn. Mưa như kiểu có bão ạ. Cây cối phờ phạc cái đấy cả. Chán thật ý, trời. Mới nắng được có 2 ngày, xong lại mưa. Hàng hoa thẳng cổng nữa. Nhà bác hàng xóm trồng hai bên đẹp như thế mà mưa quá này đổ hết ra đường rồi. Em mai bé Thảo đi học mà hai mẹ con ướt hết luôn. Thế là bé Thảo sang đến lớp là phải thay đồ quần áo, cũng sợ ướt á. Mẹ về nhà cũng ướt phải thay đồ quần áo luôn. Hôm nay trời mưa, anh em công nhân ở nhà nghỉ á, nên ra hát karaoke ở trên nhà ầm ĩ lên. Hôm nay mưa mát, em lấy bánh đa em rán. Bánh đa này có than mà nướng thì ngon, nhưng không có than em cho vào em rán cũng được. Rán cũng ngon mà, em lại thích ăn rán cơ. Cái bánh là to, thế là cái chảo hơi nhỏ, giờ em phải xé làm tư ra để em rán cho nó dễ. Bánh này là em làm ỉu ra rồi, nếu mà không ỉu thì nó sẽ giòn như thế này này. Bẻ ra rất là dễ, nhưng nó ỉu rồi nó sẽ dai hơn mà nó không vỡ. Bánh mà gửi cho khách nhà em sẽ làm nó ỉu đi một chút, nó sẽ đỡ vỡ, còn mà để giòn nó vỡ hết cả nhà. Giờ em bật bếp ga rán một tí. Cái loại này rán cũng không tốn dầu mấy đâu. Rán xong là em cho vào em nghi, em dựng nghiêng rồi đó. Thế là dầu nó cũng không ngấm. Em này bỏ vào hơi sớm á, nên là nó chưa được 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 sôi hẳn á. Nếu mà nóng hẳn đi rồi mà bỏ vào nó sẽ phồng lên luôn như phồng tôm ạ, hay lắm. Rán đơn giản lắm, dầu nóng rồi thả vào là vớt ra cái là được thôi. Ai mà có nhu cầu ăn bánh đa cu đơ mật ong rừng nguyên chất thì cứ nhắn tin kết bạn Zalo với em Nga theo số điện thoại 0906028497 ạ. Rán như thế này nó vẫn ngấm dầu mỡ nhưng mà cũng chỉ một phần nào đó thôi cả nhà, chứ không phải nhiều lắm đâu ạ. Tại vì em rán em biết mà, mức dầu mình đổ vào bao nhiêu mà đến khi rán hết 2-3 cái bánh rồi mà vẫn còn nhiều, chứ chứ cũng không hao mấy, có nghĩa là dầu vẫn ngấm ít. Dán xong rồi này em cho ra giấy rồi em nghiêng nó lên cho nó nhỏ hết đi. Nói chung là không có than thì rán dầu, còn nếu ai mà có than thì cứ nướng than thì nó sẽ ngon hơn mà nó sạch sẽ hơn. Rán dầu này ăn thì nó có mỡ, cầm lấy tay nó cũng cảm thấy nó hơi mùi mỡ. Thế là tốt nhất là cứ nướng than là ngon nhất ạ. Nhưng em thì này em thích rán dầu, tại vì rán nên ăn nó cảm thấy nó béo béo ạ. Chứ mà nướng than này thì khô lắm, không ăn được bao nhiêu. Và sau 3-4 phút này, em rán được 3 cái bánh đa. Rồi em dựng nghiêng như thế này là mỡ nó chảy xuống hết thế này. Nên là nó cũng đỡ là một phần nào. Ngon lắm cả nhà ơi. Dạ cả nhà ơi, em mời cả nhà ăn bánh ạ. Hôm nay trời mưa mưa, rán bánh khô sắn ăn thế này là chuẩn nhất rồi, ngon nhất. Dạ bây giờ em cầm lên cho mấy anh em đang hát karaoke ở trên kia, ăn cả hát cho vui ạ. Ở nhà chán chê rồi cả nhà ơi, ăn bánh đa chán rồi, giờ lại nấu cơm. Hôm nay em rán thịt. Thịt nạc như thế này em cũng không thích mấy đâu, nhưng mà trẻ con nó không thích ăn thịt thịt ngang thịt mỡ, nên là phải rán cả hai loại, cả nạc cả mỡ. Cả nhà trời mưa chỉ ăn thôi. Nay em xào mướp đắng nữa, lâu rồi không ăn mướp đắng thế nào muốn ăn. Mà mướp đắng này chỉ có bố mẹ ăn cho các con không thích. Mọi lần là em hay xào mướp đắng với trứng cơ, nhưng lần này em sẽ xào với thịt, khác món một chút. Hôm nay rảnh em nấu sớm vậy thôi, chứ còn chắc cũng không được ăn sớm đâu, tại phải chờ các con về nấu mới được ăn cơ. Anh chồng còn đang đi thả bò, mưa này cũng phải thả cho nó ăn. Mọi hôm em mua cái quả mướp đắng xanh kia, nhưng hôm nay mua một quả mướp đắng này chắc chắn là nó sẽ không ngon bằng rồi. Mà mướp này xào nó sẽ không xanh, nó đỏ lắm. Nên nhà em thường hay đi mua mướp ạ, là em cứ mua mướp kia.
Chứ hôm nay mướp kia không có, em mới phải mua mướp này đây. Nhưng mướp này xào nên nhìn rất đỏ, rất không đẹp mắt. Hôm nay thịt em thái miếng mỏng để cho nó ngấm gia vị rồi rán cho nhanh. Mà hôm em thái miếng dày hơn cơ. Nhưng mà còn có món măng chua nấu chân giò. Cái món này mình mãi, mình thì chân giò nó mềm ra thì mê 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 ngon. Nhưng mà nấu không mềm nó sẽ không ngon. Cả nhà ơi, ngon chưa này? Cay cay the the chút nữa là ăn. Rồi để đây. Mà cả nhà ăn có em nhá. An Hương. Hơn 12 giờ rồi đi học về mà ăn. Chưa ăn liền không ngó điện thoại tí này. Thôi bây giờ gia đình em mời cả nhà ăn cơm ạ. À? Toàn Hương. Nước đắng này sao nó đỏ thế? Toàn này. Anh em phúc này cảnh vệ. Chiều nay về xong thị trấn sớm, rồi mua em Thảo một bộ áo mưa. Sáng là đi trời mưa to quá trang nơi này, quần áo ướt hết. Hai áo của con bị thấm á, áo em Hương mà không bị thấm đâu. Chậm nên nghỉ học không? Có lắm. Mở mặt như kiểu mới đấy một giây. Con bà nớ nghỉ học có lý mà bình lắm. Sáng nay sang nghe cô nói bạn nuôi bên đây mẹ gọi điện cáo không đi. Cô tưởng Thảo không đi cơ mà có cái Thảo đấy. Một cậu ông nuôi mưa nghỉ học 2 hôm rồi. Thảo chưa nghỉ hôm nào, chỉ có ốm mới nghỉ. Cho bạn học cho chuyên cho đều ạ. Hôm đi hôm không ở nhà quấy. Được. Ăn xương hay xương miếng ninh mềm. Về đói đánh một tí 2 bát cơm. Bát này nhiều nước rồi. Chán. Chiều không? Không gì. Đấy. Chiều bàn này. Không vậy. Trừ lại rồi. Lại ngồi sang. Chưa biết con đi. Hết toàn lại đến Hương. Giờ cũng vậy lại. Chỉ chan nước trừ bá lại. Mà tính ra trẻ con cũng khôn. Mình hút nước thì cảm thấy ngon đấy nè. Chua chua cay cay ngọt ngọt là nghe ngon. Bạn nào mà chúng nó cứ ăn nước. Em bỏ 4 năm quả hột cay rồi mà anh chồng ăn vẫn chưa đủ, vẫn phải cắn thêm hột cay nữa. Mà bỏ nữa thì mẹ con sẽ không ăn được. Dạ thế thôi, dạ xin dừng video tại đây. Hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.